Những chiếc máy cày hiện chỉ có thể hoạt động thoải mái trên nền đất ruộng cứng. Chứ nếu đưa vào dùng đầm nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau thì chỉ có đường chết cứng. Dân và cũng giới trăn trở là làm sao giải quyết khó khăn này. Một kỹ sư chân đất ở huyện Cái Nước dày công sáng chế ra chiếc máy cày lội nước có 102. Mời quý khán giả cùng cận cảnh ngay sau đây. Sau khoảng một năm mày mò, cuối năm 2014, ông Nguyễn Văn Rô, hay còn gọi là ông Tư Rô, sáng chế ra chiếc máy cày đầu tiên dùng cải tạo đáy ao nuôi tôm công nghiệp. Với các ruộng áp dụng mô hình nuôi quảng canh tôm lúa, thường có nhiều mương, máng, nền đất yếu. Vậy là ông dần cải tiến, thay động cơ dầu thành động cơ xăng để máy nhẹ hơn, đồng thời tính toán tỷ lệ, chế tạo ra cặp bánh lồng gọn gàng. Để máy cài nổi và có thể đi qua các mương, ông Tư còn lắp thêm thùng phi trong bánh. Nhờ vậy, nó có thể leo lên bờ và lội dưới kênh. Tôi làm cũng thời gian cũng 3-4 tháng trời. Tôi áp lên chạy lui gì thấy bắt đầu mới phân chia ra. Bị con tôm thường thường nó thả là tới 90 ngày, 100 ngày là bắt rồi. Tôi chia ra coi con tôm mà hỏi bao nhiêu người cũng là thả cỡ 50-60 ngày là nó muốn kiếm chuyện á, nó quậy đó. Nó rồi từ đó mình nghĩ riêng của mình nha, rồi mình bán cho dân mình mới nói. Bây giờ cô bác nó mua theo máy của tôi vậy, theo ý tôi dám bán chịu. Đối với mặt đất khô, công suất trung bình có thể đạt 1.000 mét vuông mỗi giờ, ít hao nhiên liệu và điều khiển rất dễ dàng. Sau khi cày và phơi đất, có thể diệt loại ốc gây hại cho môi trường nuôi tôm. Còn ở những ruộng ngập nước, máy cày có chức năng trục đổi màu đất, tạo môi trường sống và thức ăn cho tôm phát triển nhanh hơn, phòng ngừa dịch bệnh. Theo khuyến cáo, diệt trục như vậy nên thực hiện trên 50% diện tích nuôi, sau một tháng trục tiếp đối với diện tích còn lại. Mình cài một đường, mình bỏ một đường để mình dưỡng ấu trùng cho con tôm ăn, cho mình cài sạch như mà nguồn là dở. Mấy ông thì bây giờ thấy đạt hiệu quả cao, bây giờ mà còn nghiên cứu cái nào khác hơn nữa không ta còn nữa. Bây giờ mấy ông cài gì thấy gì chứ ý muốn tôi chưa nữa đó. Ông đóng sao ra ruộng, ông đóng sao mà ông cài, ông rửa mặn với ngọt được, mới hay. Dùng nào bất cứ mình dùng ở đây cũng được, rửa mặn bớt còn độ ngọt được, thả con gì cũng trúng hết. Trong quá trình chế tạo, nhiều lần ông Tư phải tháo ra, làm đi làm lại. Có những lúc muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại nghĩ đến mục đích ban đầu là giúp nông dân, cho nên tiếp tục. Để rồi những mảnh đất tôm lúa nơi miền quê ngày nào bị thoái quá, nhiễm mặn, được máy cày Tư Rô lật tung mặt ruộng, đón những cơn mưa, rửa bớt phèn mặn và thêm kỳ vọng về một vụ mùa bội thu.